Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài luyện từ và câu tuần 24, từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang số 55. Trước khi bước vào bài mới, chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức cũ nhé. Câu số 1. Em hãy kể tên một số loài thú dữ, nguy hiểm. Đây là câu trả lời của cô. Hổ, báo, sư tử, lợn lòi, chó sói. Câu số 2. Em hãy kể tên một số loài thú không nguy hiểm. Đây là đáp án của cô. Thỏ, sóc, chồn, nai, mèo. Các em vừa ôn lại bài cũ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Luyện từ và câu. Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy. Bài tập 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Các bạn chú ý, mỗi con vật chúng ta chỉ chọn một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Và cô có các từ chỉ đặc điểm như sau: tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau gọi tên các con vật có trong tranh nhé. Bức tranh thứ nhất, cáo. Bức tranh thứ hai, gỗ trắng. Bức tranh thứ ba, thỏ. Bức tranh thứ tư, sóc. Tranh thứ năm, nai. Tranh thứ sáu, hổ, hay còn gọi là cọp. Bây giờ, cô mời các bạn làm bài. Đây là đáp án của cô. Cáo hay đi lừa lọc người khác. Cô bảo cáo tinh ranh. Gấu trắng tò mò. Các bạn có muốn biết vì sao gấu trắng tò mò không? À, vậy thì các bạn hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang số 53 để đọc bài Gấu trắng là chúa tò mò nhé. Thứ ba, thỏ nhút nhát. Vì chúng hay kiếm ăn gần tổ và khi có động tĩnh lạ, chúng sẽ chạy thật nhanh về tổ và núp ở trong đó, nên cô bảo thỏ nhút nhát. Thứ tư, sóc nhanh nhẹn. Ở tiết học trước, các bạn đã được biết sóc truyền từ cành này qua cành khác rất là uyển chuyển, đúng không nào? Do đó, cô bảo sóc nhanh nhẹn. Nai là con vật hiền lành, chỉ ăn cỏ và không làm hại ai. Thứ sáu, hổ, cọp, dữ tợn, vì đây còn gọi là chúa tể của rừng xanh, đúng không nào? Các bạn đã hoàn thành bài tập 1, chúng ta cùng nhau bước qua bài tập 2. Mở rộng thêm cho các bạn một số từ về các loài vật. Như trong tranh cô có rùa, chậm chạp, sói, hung ác, khỉ, tinh nghịch. Và cô có các ở bài tập 1, mỗi con vật đều có những đặc điểm riêng của nó. Và các từ tinh ranh, tò mò, nhanh nhẹn, nhút nhát, hiền lành, dữ tợn, chậm chạp, hung ác, tinh nghịch. Cô gọi đây là các từ chỉ đặc điểm. Bây giờ, chúng ta cùng nhau bước qua bài tập tiếp theo nhé. Bài 2. Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây.
A. Dữ như. B. Nhát như. C. Khỏe như. D. Nhanh như. Và cô có các con vật thỏ, voi, hổ hay còn gọi là cọp, sóc. Các bạn hãy vận dụng những kiến thức tự nhiên của mình để làm bài tập này nhé. Và đây là đáp án của cô. Dữ như cọp. Nhát như thỏ. Khỏe như voi. Nhanh như sóc. Các bạn vừa hoàn thành xong bài tập 2. Và đây là những câu thành ngữ để nói về người. Dữ như cọp, ý muốn chỉ một người hung dữ hay bắt nạt người khác. Nhát như thỏ, chỉ một người làm việc gì cũng sợ, cũng nhút nhát, không dám làm việc gì cả. Khỏe như voi, muốn nói một người làm việc nặng nhưng không biết mệt, là một người có sức khỏe tốt. Nhanh như sóc, là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Bài 3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở, chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Các bạn có biết xe đi lại như mắc cưỡi nghĩa là gì không nào? Xe đi lại như mắc cưỡi là lượng xe qua lại đông đúc và nhiều chiều, không lúc nào ngớt. Bây giờ, cô mời các bạn thực hiện bài tập 3. Đây là đáp án của cô. Từ sáng sớm, phải Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Chấm. Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở, chạy xuống cầu thang. Chấm. Ngoài đường, phẩy. Người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, phẩy. Trẻ em chạy nhảy tung tăng. Như các bạn đã biết, dấu chấm chúng ta sử dụng để kết thúc một câu. Dấu phẩy dùng để tách các sự vật, các từ chỉ hoạt động, các từ chỉ đặc điểm, trạng thái đứng gần nhau. Nhưng trong bài tập ngày hôm nay, cô sử dụng dấu phẩy để tách các thành phần là thời gian, là nơi chốn có trong câu. Ví dụ, từ sáng sớm, đây là từ chỉ thời gian, do đó sau nó cô sẽ sử dụng dấu phẩy. Ngoài đường, trong vườn thú, đây là từ chỉ nơi chốn, do đó cô sẽ sử dụng dấu phẩy để tách chúng với các thành phần câu còn lại. Bài tập ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Các bạn hãy xem lại video một lần nữa và gửi những thắc mắc của mình về cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.